Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình format Ozipila 26, một dòng xe đạp mang thương hiệu của Nga, và đây là một chiếc xe đạp mà với cái phân khúc dưới 9 triệu đồng. Thì nó là một cái chiếc xe mà cấu hình nó gọi là chất lượng nhất trong cái tầm giá rồi. Thì không thể nào mà có một cái chiếc thứ hai mà nó cấu hình đẹp như chiếc này. Được sử dụng một bộ group chuyển động Shimano DOG, thương hiệu rất là tốt của Nga, giảm sóc là giảm sóc hơi, đùi đĩa trục rỗng, vành bánh 26 inch, máy bi vòng bạc đạn. Một cái bộ cấu hình có thể nói là tốt nhất trong cái tầm giá dưới 9 triệu rồi. Và cụ thể là em đang bán chiếc xe này với mức giá chỉ có là 8 triệu 800. Đấy, và được một cái bộ cấu hình Shimano DOG, 10 tầng níp 3 đĩa, đùi trục rỗng. Và Mayu và vành là nguyên cặp luôn các bác nhé, của Luvatec, một cái đơn vị sản xuất phụ tùng rất là có tiếng trên thế giới rồi. Thương hiệu Luvatec Mayu bi vòng và bánh là 26 inch, sử dụng quả lốp Kenda, bản lốp là 1.95 và lốp này còn là tương đối là đẹp các bác nhé. À, cái cách đan vành cũng rất là hay, đan kiểu hai tâm song song và chân đũa có khuyên luôn các bác nhé. Khung xe là khung nhôm. Đấy, về chiếc xe lớp sơn đen và logo xanh cực kỳ đẹp. Model là Ozipila 26. Cách phối màu xe cực kỳ là thể thao, rất là đẹp. Format nó cũng là một cái thương hiệu mà rất là tốt trong trên thị trường xe đạp đó, thương hiệu của Nga. Đùi đĩa trục rỗng này, cấu hình rất là đẹp, giảm sóc hơi. Giảm sóc hơi các bác nhá. Giảm sóc này nguyên zin theo xe luôn. Đến phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị tay bấm xả Shimano DOG và cụm phanh dầu của Shimano các nhé, sử dụng phanh dầu. Mức giá em đang bán thì còn là 8 triệu 800, và được một cái bộ cấu hình rất là tốt như này. DOG rồi tất cả mọi thứ. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ cốt là 54 cm. Thì xe của các bác đi được khoảng 1m62 đến khoảng 1m72. Bộ chuyển động Shimano DOG với 10 tầng lít và 3 tầng đĩa. Các xe có 30 cái bộ khác nhau. Chuyển động này, nó trên hình cực kỳ là mượt mà. Bộ Shimano DOG thì nó cũng là một cái bộ gọi là cao cấp của dòng Shimano xe địa hình. Và một cái bộ mà các bác sử dụng biết đến rất là rộng rãi. Tất cả những mọi chuyển động rất là ok.
Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.